các tiểu ác quỷ thường nương náu trên cây cối và thị hiện thần thông, khiến cho người ta tin tưởng chúng. Điển hình là chuyện thọ giới của cây long não Trương Thọ và ở chùa Nam Hoa, Trung Hoa. Lúc chưa thọ giới, vị thần cây thường hiển thị thần thông. Hễ ai có việc gì mà đến thắp nhang khẩn cầu thần cây thì đều được cảm ứng. Cảm ứng như thế nào? Ví dụ như người bị đau ốm đến cầu xin thì chỉ cần thắp nén nhang là liền được khỏi bệnh ngay. Hoặc có người bị mất đồ, bèn thắp hương cầu khẩn thì liền tìm lại được những đồ đã mất. Những chuyện linh ứng như vậy xảy ra rất nhiều. Những người đến cầu xin tưởng rằng đó thật là sự linh cảm, là Bồ Tát hiển linh, nên họ liền giết gà mổ heo mang thịt của đủ loại súc sanh đến cúng tế để tạ ơn. Và thế là thần cây được hưởng lộc ăn, song thật ra đó là một loại tiểu ác quỷ tác quái. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên nếu quý vị không hiểu rõ Phật Pháp thì rất dễ nhận lầm các loài ác thần ác quỷ này là Bồ Tát, tưởng rằng có sự linh cảm thật sự. Do vậy, người học Phật Pháp chớ nên nghĩ rằng hễ nơi nào có sự linh ấm mầu nhiệm xảy ra thì đều là Phật Pháp, hoàn toàn không phải như vậy. Quý vị cần phải thông hiểu các đạo lý Phật Pháp một cách chân chánh, thấu đáo thì mới không dễ bị lầm lẫn. Thấy kẻ thiện nam thiện nữ quy kính cúng dường tán thán, chiêm lễ hình tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà vọng sanh khinh chê là không có công đức cùng sự lợi ích. Có những ác nhân ác thần hoặc ác quỷ trông thấy người ta chiêm ngưỡng đảnh lễ hình tượng Bồ Tát thì lại buông lời miệt thị: "Ôi các ông các bà còn mê tín quá nhỉ, cứ dập đầu quỳ lại mấy cái tượng đất tượng gỗ đó thì được cái gì chứ? Chẳng được chút công đức nào đâu, các người đừng tin nhảm nữa." Hoặc lại chế nhạo: "Các ông các bà cứ khom lên khom xuống lại lục mấy ông phỗng đó để làm gì? Giống như hiện tại ở nơi này chẳng hạn, cũng có một số ngoại đạo khăng khăng cho rằng việc Phật giáo lễ bái tượng gỗ là không có công đức, đó cũng là gièm pha hủy báng vậy." Hoặc nhăn răng ra cười, những kẻ ác đó thấy quý vị lại Phật thì lại nhe răng cười chế giễu, tỏ vẻ khinh thường, cho rằng quý vị quá mê tín. Nhăn răng ra cười, tức là lúc trông thấy quý vị đang lại Phật thì kẻ ấy liền cười chế nhạo ngay trước mặt quý vị, hoặc chê sau lưng. Có khi những kẻ ác ấy không chê cười trước mặt quý vị mà đợi quý vị đi khuất rồi họ mới nhỏ to phê bình: "Mấy người ở Phật giáo giảng đường thật là quá mê tín. Tôi thấy họ cứ mặc áo tràng vào, khoác thêm cái y, rồi chúi mũi lại Phật và lầm rầm tụng kinh tụng chú suốt ngày đêm. Chẳng hiểu họ đang làm cái gì, và làm như thế thì có lý thú gì chứ? Chê trách nói lời xúc phạm kẻ vắng mặt như thế gọi là chê sau lưng." Hoặc những kẻ ác đó lại gièm pha nói rằng mọi việc của quý vị đều là không đúng, và họ sầm sỉ với nhau: "Tu đạo một mình thì cần gì phải lại Phật? Lại Phật có tác dụng gì? Nếu dùng thời gian đó để ngủ thêm thì tốt biết mấy." Đó là phê bình chê sau lưng vậy. Hoặc khuyên bảo người khác cùng chê, hoặc kẻ ấy chẳng những chính mình chê bài mà còn rủ rê xúi xiểm nhiều người khác đừng đi tụng kinh. "Tụng kinh có gì tốt đâu, quý vị đừng đi lễ Phật, cũng đừng đi nghe kinh nữa. Thay vì đi nghe giảng kinh thì quý vị dùng thì giờ đó đi uống một liều LSD, quý vị sẽ có cảm giác lâng lâng, bay bổng, mơ màng, tưởng chừng như mình đang ở thế giới cực lạc vậy. Cần gì phải tin vào những việc kia?" Đây chính là khuyên bảo người khác cùng chê, xúi giục người khác làm sai giống mình, cùng về phe với mình. Ví dụ trong đoàn thể Phật giáo có một người nọ không tuân giữ quy củ, biết là mình yếu thế cho nên ông ta muốn kiếm một người cũng không giữ quy củ như mình làm đồng minh để dễ biện hộ cho hành vi sai trái của mình. Bởi nếu bị chỉ trích thì ông ta sẽ bào chữa rằng thì người khác cũng như vậy cơ mà, có đồng đảng thì dù sao cũng có ưu thế hơn. Hoặc một người chê, hoặc nhiều người chê, hoặc chỉ đơn độc một người đi khắp nơi rêu rào phá hoại, hoặc nhiều người tụ tập lại một chỗ rồi cùng nhau chỉ trích chê bai cho đến sanh lòng chê bai trong chừng một niệm. Không cần phải lúc nào cũng chê bai, mà chỉ trong một niệm, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm tư chợt dấy lên ý tưởng giễu cợt phỉ báng. Những kẻ như thế, những kẻ nhăn răng ra cười, hoặc chê sau lưng, hoặc một mình chê, hoặc cùng người khác chê, hoặc cùng nhiều người chê, và mặc dù chỉ sanh lòng chê bai trong một niệm ngắn ngủi mà thôi, thì sau khi 1000 Đức Phật trong hiền kiếp diệt độ cả, vì tội báo khinh chê nên vẫn còn ở trong địa ngục A Tỳ chịu tội cực nặng. Kỳ kiếp hiện tại của chúng ta gọi là hiền kiếp. Vì sao gọi là hiền kiếp? Bởi vì trong thời kỳ này có rất nhiều bậc thánh hiền, thánh nhân, hiền nhân xuất hiện ở thế gian. Kỳ hiền kiếp có 1000 Đức Phật xuất thế, trong đó Phật Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ tư.
Như vậy là còn 996 Đức Phật nữa sẽ xuất thế. Sau khi có một Đức Phật xuất thế, phải trải qua một thời kỳ rất lâu, rất dài, mới lại có một Đức Phật nữa xuất thế. Do đó nếu phải đợi cho đến khi 996 Đức Phật đều xuất thế và diệt độ cả, thì thời gian chờ đợi dài biết chừng nào. Vậy mà trải qua suốt kỳ kiếp dài đằng đẵng đó, những kẻ mắc tội báo khinh chê phá hoại Phật Pháp vẫn còn phải thọ tội ở địa ngục A Tỳ. Quý vị nên biết rằng một ngày một đêm của thế giới chúng ta đang sống thì lâu bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục A Tỳ, lại nữa 50 năm ở nhân gian, thì đối với cõi trời tứ thiên vương chỉ là một ngày một đêm, và 100 năm ở nhân gian chỉ bằng một ngày một đêm ở cung trời Đao Lợi. Thế thì vì sao một ngày một đêm của chốn nhân gian lại tương đương với 60 tiểu kiếp của địa ngục A Tỳ? Con người nếu hôm nào trong lòng vui vẻ thì cảm thấy một ngày rất ngắn ngủi, thời gian trôi qua rất nhanh. Trái lại, nếu ngày nào ưu tư lo lắng, gặp việc không ưng ý, phải chờ đợi một ai đó hoặc đang trông mong điều gì đó thì lại cảm thấy ngày dài lê thê, thời gian sao đi quá chậm. Từ đó suy ra thì chúng ta cũng có thể biết được do đâu mà một ngày một đêm ở nhân gian lại bằng 60 tiểu kiếp ở địa ngục. Bởi ở địa ngục quá đau khổ, khi sống trong sự thống khổ thì người ta thường cảm thấy thời gian đi chậm quá, ngày dài quá, còn lúc hưởng thụ sung sướng thì lại thấy thời gian trôi qua vùn vụt. Qua khỏi kiếp này xong mới thọ thân ngạ quỷ. Sau khi đã chịu tội ở địa ngục A Tỳ trong suốt kỳ hiền kiếp 1000 Đức Phật xuất thế rồi, những kẻ ác mắc tội báo phá hoại Phật Pháp đó lại phải đi làm thân ngạ quỷ. Rồi mãi đến 1000 kiếp sau mới thọ thân súc sanh, lại phải trải qua 1000 kiếp nữa mới được thân người. Sau 1000 kiếp làm ngạ quỷ thì họ được làm thân súc sanh. Làm súc sanh thì cứ sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh ra, luẩn quẩn trong suốt 1000 kiếp như thế rồi mới được đầu thai làm người. Tuy nhiên giàu thọ thân người nhưng là hạng bẩn cùng hạ tiện. Bây giờ mặc dù được mang thân người nhưng lại thế nào, lại thuộc hạng nghèo hèn thấp kém trong xã hội. Hiện nay nước Mỹ đang khởi xướng những hoạt động tế bẩn, thế mà khi vừa đặt chân đến nước này thì tôi liền phê bình công tác cứu nghèo này ngay. Sở dĩ tôi nói rằng công cuộc tế bẩn là không có công dụng gì mấy, bởi vì cái nghèo của con người trong đời này vốn do vô lượng nghiệp tội tạo tác từ vô lượng kiếp cho đến nay. Sự cứu giúp của quý vị chẳng qua là giải quyết vấn đề trong lúc nhất thời mà thôi, chứ không thể nào khiến cho họ vĩnh viễn thoát khỏi cảnh nghèo khó được cả. Nếu thật sự muốn tế bẩn thì cần phải đề xướng đủ loại công việc từ thiện, đề xướng kêu gọi mọi người làm việc tốt, bỏ ác làm lành, đừng tạo nghiệp tội nữa, như thế mới là chân chánh tế bẩn. Ngoài ra cần phải đừng xúi người khác hủy báng tam bảo, mà nên đi khắp nơi đề xướng Phật Pháp. Như thế có tam bảo, có Phật Pháp tăng trụ thế thì nhân loại có thể trồng phước được. Bởi người biết cúng dường tam bảo tất sẽ được phước báo. Có phước báo thì về sau sẽ không phải nghèo nàn túng thiếu, đó mới là chân chánh tế bẩn vậy. Trong phần kinh văn này nói rõ là người hủy báng tam bảo sau khi đã trải qua thời kỳ hiển kiếp của 1000 Đức Phật rồi, còn phải đọa địa ngục suốt 1000 kiếp, trầm luân trong cõi ngạ quỷ 1000 kiếp và luẩn quẩn trong cõi súc sanh thêm 1000 kiếp nữa, rồi sau đó mới được đầu thai làm người. Làm người thì thế nào? Thì phải sống trong cảnh nghèo nàn túng quẫn, hèn kém vô cùng. Các căn không đầy đủ, những kẻ ác nói trên tuy được mang thân người, song các căn không được đầy đủ, họ có thể sanh làm người, song phải mang khuyết tật như không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có tay, không có chân. Nói chung là 6 căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thần và ý không đầy đủ trọn vẹn. Vừa rồi tôi có nói là không có lưỡi, làm sao lại không có lưỡi được? Không có lưỡi ở đây ngụ ý là không nói được. Họ có thể là không có mắt hoặc là chỉ có một con mắt mà thôi. Mọi người đều có hai con mắt, này có kẻ chỉ có một con mắt. Quý vị thử tưởng tượng xem như thế trông có khó coi lắm không? Hoặc người chỉ có một lỗ tai thì thế nào? Trên đây là ví dụ cho những trường hợp 6 căn không toàn vẹn, các căn không đầy đủ. Thường hay bị nghiệp ác kết buộc vào tâm. Nói chung tùy những kẻ ấy được làm người, song mọi việc đều không được thuận lợi suôn sẻ như ý muốn. Không thiếu ăn thiếu mặc thì cũng thiếu chỗ ở, hoặc gặp phải những sự việc xảy ra ngoài ý muốn. Nghiệp ác này cũng chính là các tai vạ bất ngờ như đã đề cập ở trên. Những kẻ ấy cứ gặp các hoạn sự, bị những việc bất như ý, những việc không tốt lành ràng buộc, làm não loạn tâm trí, rồi chẳng bao lâu lại phải đọa vào ác đạo.
Những người ấy làm người chưa được bao lâu thì lại bị đọa vào ba đường ác lần nữa. Trong phẩm trước có kể rõ rằng bà mẹ của cô Quang Mục đầu thai vào nhà của con gái và đến 13 tuổi thì phải chết. Đọa lạc ác đạo cũng là một thí dụ điển hình của trường hợp này vậy.